Samsung và Oppo tiếp tục thắng lớn, từng đứng thứ 4 thị phần tại thị trường Việt Nam trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, thị phần của Huawei đang chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ. Theo báo cáo của GfK tháng 6 năm 2019, tháng 2 năm 2019, thị phần của Huawei vẫn đang giữ vững ở mức 5,5% thị phần. Tuy nhiên, từ tháng 3 năm 2019, thị phần hãng này sụt giảm xuống 4,4% và đến tháng 5 tháng 6 năm 2019, thị phần lao dốc rớt khỏi top 10 hãng smartphone lớn nhất tại Việt Nam. Một minh chứng khác cho sự sụt giảm của Huawei trong thời điểm vừa qua, đó là việc các dòng sản phẩm mới của hãng này đều phải giảm giá để kích cầu thị trường. Trong đó là mẫu P30 Pro, chỉ mới ra mắt chưa đầy 2 tháng cũng buộc phải điều chỉnh giá giảm ngay 3 triệu đồng, hay thậm chí phiên bản Huawei Y9 Prime chỉ mới lên kệ gần đây cũng đã giảm đến 1 triệu đồng, từ mức 6,5 triệu đồng xuống còn 5,5 triệu đồng. Cú sảy chân của Huawei ở thị trường Việt đã và đang mang đến lợi thế cho nhiều thương hiệu Trung Quốc khác và có thêm điểm sáng từ thương hiệu Việt còn non trẻ Vsmart. Báo cáo của GFK chỉ ra rằng, Xiaomi đang thế chỗ của Huawei đứng vị thứ 4 trong top 10 hãng sản xuất lớn ở Việt Nam. Từ con số 4,4% thị phần của tháng 3 năm nay, Xiaomi đã tăng tốc chiếm đến 6,7% thị phần của tháng 6. Một thương hiệu khác là Realme cũng đang gia tăng cách biệt với các đối thủ còn lại, khi tăng trưởng mạnh trong 3 tháng gần đây, chiếm từ 3,5%, thị phần của tháng 4 năm 2019 lên 3,9%, thị phần tháng 5 và tăng tốc chiếm 5,4%, thị phần của tháng 6 năm 2019. Đặc biệt hơn, Vsmart cũng là hãng gây chú ý khi tăng trưởng mạnh trong tháng 6 năm nay, lên đến 2,9%, thị phần dù chỉ mới xuất hiện gần đây. Trong lần chia sẻ gần nhất, đại diện Vsmart cho biết, trong năm 2019, Vsmart sẽ tung thêm 12 mẫu điện thoại mới tại Việt Nam và thế hệ máy tính bảng mới. Vsmart cũng đã chủ động thiết kế được hệ điều hành riêng. Hiện tại Vsmart đang khởi công nhà máy sản xuất điện thoại với công suất 150 triệu máy một năm và sẽ lắp đặt máy móc giai đoạn đầu cho 30 triệu máy một năm. Việc chủ động được nguồn cung sẽ giúp cho thương hiệu này có thêm nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt với các đối thủ còn lại.